vợ hủy tới 14 kg, thon thả như gái đôi mươi, chồng bị hiểu nhầm đi với bồ nhí và cái kết. Anh có thể miêu tả lại cái hình ảnh của vợ anh lúc trước không? Bà ấy lúc trước là cái nọng cầm của bà ấy rất là to, và hai cái thịt hai bên vai với cái tay bắp tay trời ơi to lắm. Thịt nắp nó phèo ra ngoài. Về cái ngấn bụng chia làm hai, trời ơi hồi đó ôm là hết cả một cái vòng tay của anh luôn á. Vậy đó, hồi bây giờ em thấy là cái phần bụng nè, nó chia thành hai ngấn mà nó có xu hướng là nó bè sang hai bên. À, một màn lột xác ngoạn mục anh à. Nãy giờ em nghe thấy gì mà to to béo béo gì đó. Ờ, chị giảm được 14 kg, mà eo chị giảm nhiều nhất luôn. Chị giảm eo được 13 phân. Rồi giảm nọng cổ nè. Chị sợ nhất là cái này nè em. Dạ. Cái nọng cổ chị nó to. Dạ. Ủa, nó mở không luôn á. Rồi giảm mở nách nè. Dạ. Bắp tay nè. Trời ơi, tôi nói hôm ngày xưa chị sợ luôn. Ngày xưa chị mập lắm. Dạ. Bây giờ bài khác như này kia mà. Trời ơi. Ôm hơn, trời ơi, đúng không anh? Thế thì cũng như hôm vừa rồi á, chị phải bám chặt lấy ổng. Là vợ chồng anh thì có đi ra ngoài chỗ Phú Quốc để gặp đối tác. Và bà ấy đi theo thì cũng may mắn anh cũng ký được một cái hợp đồng có 4 tỷ về bất động sản. Nói chung là từ khi đúng có không? Một lần dạ, phải thưởng cho em đó nha. Dạ. Nói chung là từ khi mà mình có người phụ nữ bên cạnh xinh đẹp hơn, mình cũng tự tin hơn, công việc cũng thuận lợi hơn nhiều, đúng không ạ? Một câu chuyện rất nhớ luôn, nhớ hoài luôn. Vậy đó chị. Em biết sao? Cái lúc đó chị nhờ ổng khui giùm chị chai nước suối thôi. Dạ. À, mà ổng nói bắp tay em to vậy, em khỏe vậy, em mập vậy mà em muốn khui được chai nước suối hay sao, phải nhờ anh. Chị giận tới giờ luôn, tới giờ chị nhớ chị còn giận á. Không thể để câu chuyện này chìm được anh à. Bây giờ em muốn hỏi anh là tại sao? Tại sao lại như vậy? Cái câu chuyện đó anh không ngờ là bà ấy còn nhớ đến bây giờ. Nỗi buồn đôi lúc mà nhắc lại á, nhớ nhớ. Xin lỗi nhớ. Nha, xin lỗi nha. Anh xin lỗi đúng không? Xin lỗi bây giờ anh chiêu đãi em gì? Em có nhớ ngày 11 tháng 9 là cũng là cái ngày kỷ niệm mà ngày xưa vợ chồng mình cũng đã từng lần đầu gặp nhau á, nhớ không? Rồi em nhớ, em nhắc đúng. Em để coi em có nhớ không á. Anh đã đặt bàn ở Caravel. Muốn tạo một cái sự bất ngờ cho em. Đi họp lớp, cái cô bạn thân của anh có hỏi: "Ủa Tuấn Anh, hôm vừa rồi tôi thấy ông vừa đi với cô bồ nhí nào hả?" Anh mới bảo: "Ủa, bạn nhìn thấy đâu? Bồ nào?" "Vợ tôi đó, chứ vợ ông nó khác mà." "Bảo không, vợ tôi đó." Mà bà nói vừa thôi mà nay đến tai vợ tôi, tưởng là tôi đi coi như cặp bồ thật, là chết với tôi đó. Chết đó. Cái gì hỏi em mà nó nhìn ông ra. Đúng rồi, nhìn này đằng sau mà. Tự nhiên cái bao tử chị nó gọn lại luôn, chị ăn ít xíu mà tự nhiên nó no. Nó không ăn nhiều như ngày xưa nữa. Đi bác sĩ nói chị là bị giống như là rối loạn giấc ngủ á, chị mập quá. Cái sau này là chị giảm xong là chị ngủ một giấc tới sáng luôn, không có bị thức giấc nữa, tại vì ổng không có kêu nữa.